Tuyết là cực lạnh luôn. Tuyết đã phủ được dày khoảng độ bao nhiêu phân? 15 phân. Mặt hồ đã được đóng. Mặt hồ đóng băng. Chắc là đi lại được đấy. Vui hơn Tết. Máy chụp tuyết. Nhìn rất là mê ly, trẻ con rất thích ở đây. Về thôi, ngọn lành quá.